Chào các em, Guten Tag. Hôm nay các em sẽ được học lớp A1 bài 6 chương 31 nói về Studentenheim. Studentenheim có nghĩa là cư xá sinh viên hay còn gọi là ký túc xá. Theo như tiếng Đức thì nó có hai chữ là Studentenheim hay viết tắt là Studentenheim. Cái chữ Heim đằng sau này các em mới đọc là Heim chứ không phải là hai em, cho nên Heim chữ này chữ em mà nó là chữ m. Studenten chữ x này là su tròn cái môi lại. Studentenheim tức là ký túc xá. Studentenwohnheim ở Đức á thì rất khó xin vào. Các em phải biết rất là khó xin vào vì rất là ít chỗ. Nhưng khi vào đó rồi thì rất là đỡ buồn vì nó có rất nhiều người sinh viên nước ngoài ở trong đó. Cho nên xin vào xuyên sống. Không thôi, có rất nhiều người sống ở ngoài bị cô đơn quá, thành ra bị trầm cảm. Đơn xin nộp ở Studentenwerk hoặc là mình vào trận. Nếu mà trường hợp hết chỗ thì cứ đi thẳng vào, trực tiếp vào Studentenwohnheim để xin tạm trú. Tại sao lại xin tạm trú? Là tại vì có rất nhiều những sinh viên ở trong đó, nhưng vì lý do nào đó sinh viên đó phải đi thực tập hay là phải đi đâu đó, nhưng không muốn trả cái phòng đó. Vì lý do đó họ sẵn sàng cho mình tạm trú qua 1-2 tháng. Khi ở trong đó thì các em được dịp xem coi chỗ nào phòng trống và có thể xin chuyển đổi ngay vào đó được. Tức là mình cứ đi, khi biết phòng trống cứ việc chạy tới Studentwerk và nói họ là họ sẽ cho ngay. Đó. Khi vào được những người sinh viên nước ngoài, tức là Auslandic Studenten á, thì nên đi vào Studentenheim sống, nên vào đó sống để có thể dễ dàng hòa nhập với cộng đồng sinh viên của Đức và học hỏi được rất nhiều của họ, kể cả sinh viên nước ngoài lẫn cả sinh viên Đức. À. Có những cái ưu điểm khác nữa là Studentenheim thường có đầy đủ giường tủ bàn ghế học nhà tắm. Điều này rất giúp cho các em đỡ về các chi phí sinh hoạt. Nguyên do chính là khi các em muốn nhà riêng, họ đều là một cái căn phòng trống không có gì cả. Tức là các em sẽ thiếu giường, thiếu tủ, thiếu bàn, thiếu ghế, thiếu bếp núc, thiếu nồi niêu, thiếu son chảo, hết tất cả. Trong Studentenwohnheim thường thường là có đủ hết. Cho nên rất là đỡ. Mỗi lần di chuyển nhà các em không có tốn công, tốn sức. Về vấn đề thứ nhì nữa là Studentenwohnheim hay Studentenheim thường nằm ở trong Stadtmitte, gần Uni hay là gần Hochschule, cho nên có rất nhiều tiện ích khác như vấn đề đi lại và các tham gia các hoạt động ngoài giờ. Ví dụ đi uống cà phê, đi chơi, đi thăm bạn bè hay là bạn bè tới thăm mình rất là dễ dàng. Thậm chí kể cả những bạn bè có thể ngủ qua đêm nhà mình cũng được. Giá thuê trong Studentenwohnheim đi Mitte đó thì rẻ hơn thuê nhà riêng. Điều này cũng rất là quan trọng đối với sinh viên nước ngoài là những người không có nhiều tiền để mà chi tiêu. Nói đúng lại, còn ngoài những tiện nghi khác, thí dụ như thường thì có nhiều tiện nghi, chẳng hạn như là Waschküche, tức là cái nơi phơi quần áo, hay là giặt, có máy giặt ở đó, và có Trocknerraum, tức là phơi quần áo. Küche là có nó bếp sẵn chung tầm thể thế, nhiều khi có nơi phòng thể dục thể thao nữa. Đó là những cái mà trong cư xá sinh viên, trong Studentenwohnheim có. Điều đó nghĩa là gì? Không phải rằng là những ưu điểm mình có, thực sự ra cũng có những khuyết điểm ở trong, những khuyết điểm ở trong cư xá sinh viên. Khuyết điểm là gì? Có khi phải vào một cái phòng đôi, tức là Doppelzimmer đó, Doppelzimmer. Thì cái phòng đôi này nè là chỉ là 2-3 người ở chung một phòng nhưng mà giường khác nhau. Như vậy thì mình sẽ bị hạn chế về vấn đề trang trí phòng của mình. Tuy nhiên
có những cái lợi điểm, mà những lợi điểm nhiều hơn là những cái khuyết điểm kia. Như đó. Ngoài ra, ở trong Swinburne cũng có những quy định rất nghiêm ngặt. Thí dụ như là không được làm ồn, không, nó gọi là những cái regal, không được làm ồn, cũng không được cho người bạn bè tới đông đảo qua đêm, ngủ qua đêm. Cho nên phải tuân thủ các regal này, tuân thủ các regal này để tránh bị nhắc nhở. Và sau đây là những kinh nghiệm để làm đơn xin vào Swinburne. Thứ nhất, nộp đơn sớm. Nộp đơn sớm chừng nào thì hồ sớm sớm chừng đó, hoàn thành đầy đủ hồ sơ. Nộp đơn sớm đây có nghĩa là khi các em nhận được giấy Sulasun đi học ở đâu, dù các em còn đang ở Việt Nam hay đâu, cũng nên nộp đơn vào trong Swinburne qua online để họ có hồ sơ đó. Đầy đủ hồ sơ của mình. Hồ sơ của mình thì gồm có giấy tờ như hộ chiếu, visa, Sulasun là có giấy nhập học. Và như vậy, họ sẽ xét đơn ngay. Quan trọng nhất là giấy Sulasun, cái hộ chiếu với cái visa. Và cũng ghi rõ mình còn đang ở nước ngoài. Trả lời những câu phỏng vấn. Nếu trường hợp bị phỏng vấn thì các em phải trả lời tự tin. Tại vì trong đó họ chờ đợi. Thứ nhất, sạch sẽ. Thứ nhì, yên lặng. Thứ ba là hòa đồng với tất cả các bạn bè ở trong đó. Và thứ tư là hãy làm những công tác chung cho cái ký túc xá. Thí dụ như lâu lâu đi nhặt cỏ, đi quét rác hay đổ thùng rác. Hay là làm những cái gì mùa hè, lau chùi hay cắt cỏ, cắt gì cho cái khu vực nó đẹp lên. Nếu mà có người nào giới thiệu mình tới nữa thì càng tốt. Nhưng trong trường hợp mình chưa có gì đó, thì khi mình chưa được vào trong cư xá sinh viên thì mình nên đi tìm cách hoạt động chung với sinh viên. Tại vì trong cái student việc nó hay có những buổi thảo luận, hay là những disco, hay là những ca nhạc, hay là ăn uống chung với nhau. Thì mình nên tham gia nó để họ biết là mình, họ biết mình và mình được ở trong coi như khóa hoạt động đó và mình sẽ được nhận vào thẳng. Trong trường hợp khó khăn nữa, chưa có gì cả thì các em cứ đi thẳng vào trong sinh xin tạm trú. Như đã nói, có rất nhiều sinh viên họ đã không muốn bỏ phòng, nhưng mà vì lý do nào đó họ phải vắng mặt 1-2 tháng. Thì đó là cơ hội để các em làm quen với cư xá sinh viên đó. Tại vì nhiều sinh viên, nhiều cư xá nó cũng khác nhau, và mình làm quen được để mình biết cái trong đó có thích hợp với mình hay không. Sau đây là một số vọt sát, tức là những từ ngữ để các em học. Studentenheim, đó là cư xá, ký túc xá sinh viên. Và Ausländische Studenten, có nghĩa là những người sinh viên nước ngoài. Các ngành nghề của nó thì gồm có Elektrotechnik, điện, Maschinenbau là ngành cơ khí. Maschinenbau là ngành cơ khí. Wirtschaft, tức là kinh tế. Wirtschaft Informatik là kinh tế tin học. Và cái trường đại học nó gọi là Universität, nhưng mà người ta hay viết ngắn là Uni, hoặc là Hochschule, đó là những cái trường học. Ngoài ra trong Universität còn có những cái Mensa, tức là cái nơi những buổi ăn trưa, ăn sáng, ăn tối gì đó, cho gọi là Mensa. Hoặc là có những quán cà phê ở trong đó dành riêng cho sinh viên. Người ngoài ăn vào đó ăn phải trả gấp đôi, chỉ sinh viên có thể sinh viên được bớt một nửa. Tagesmenü là những cái thực đơn ngày hôm nay thôi. Phải phân biệt giữa Tagesmenü và Tagemenü. Nếu mà em nói Tagemenü thì coi như thực đơn ngày nào cũng giống nhau, nhưng mà Tagesmenü thì nó lại khác nhau. Tại vì thực đơn cho mỗi ngày, cho ngày hôm nay. Ngoài ra các em cũng nên biết là Hauptbahnhof, sinh viên đi qua Đức thường thường là phải đi, không có xe ô tô, thành ra phải đi xe tàu hỏa nhiều. Cho nên phải biết Hauptbahnhof là cái nhà ga chính để mình đi và mua vé ở đó. Có cái bài, đã có nói bài về Bahnhof mua vé rồi. Vorlesung là những buổi học, ở bên đó buổi học. Và trước khi đăng ký đó, người ta phải, trước khi đi vào học, người ta phải belegung, có nghĩa là mình ghi tên các môn học. Mình phải ghi danh sách các môn học. Ở bên này họ không có
họ bởi trong sinh viên bên này họ không có sẵn cho mình, họ để một cuốn cẩm nang rất là đầy đủ và tự mình phải biết rằng là mình đã sẽ muốn đăng ký học môn nào thì mình phải ghi vào trong cái almanh đùn tức cái giấy đó là những môn nào mình học ở trong đó để họ biết, thì gọi là cái bề lê gùng, tức là bề lê gùng nó ghi tất cả những cái pho lê dùng ở trong đó, cái bề lê gùng. Cho nên trước khi nhập học, trước khi một semester tới, các em phải làm cái bề lê gùng sớm để cho người ta xếp và người ta bảo đảm cho các em được phép vào học những cái môn đó để được đi thi những môn đó. Nhiều người không biết, cứ tưởng đâu là tới đó họ sẽ cho mình danh sách, thì thực sự không đúng như vậy. Mỗi người tự chọn cái bề lê gùng của mình. Mình muốn học cái môn nào trước thì mình ghi cái đó vào trong đó. Và liên ngoại chữ morgen là buổi sáng, nếu các em thêm chữ s đằng sau thì là cứ mỗi buổi sáng, tức là hàng sáng. Mittags thì cũng như là mittags, giống như vậy. Nachmittags tức là buổi chiều, cũng giống như vậy. Nếu mà các em cũng có thể là nachmittags có chữ s vào, hoặc là mitt không có chữ s. Gewöhnlich tức là thói quen. Thói quen nó do động từ gewöhnen. Nó do động từ gewöhnen. Gewöhnen tức là mình quen thuộc như nó. Tức là một cái loại động từ đó. Gewöhnen. Sich gewöhnen. Tức là một động từ tự phản. Bibliothek ở bên Đức họ gọi ngắn là Bib, tức là thư viện. Trong thư viện này các em nên đi tới thư viện Bibliothek để học, tại vì trong đó có rất nhiều sinh viên Đức, sinh viên ngoại quốc, và những gì khó khăn các em hỏi ngay họ thì các sinh viên họ sẵn sàng họ trả lời cho các em. Và qua đó các em đỡ mất công lật từ điển Wörterbuch để tìm hiểu, và đôi khi các em cũng chẳng hiểu hết cả nguyên câu của nó. Cho nên Bibliothek là một cái nơi rất là tốt để cho các em làm quen với các sinh viên khác, và các em trao đổi hỏi những sinh viên khác nhiều khi cùng ngành nghề của mình cái bài mà mình không học. Đó là những cái đấy. Và sau đây là cái bài văn nói về student von Ham, nhưng chú trọng của bài văn này chỉ là cái preposition. Các em đọc cái này đi thì các em sẽ hiểu sơ sơ về cái quy trình dạy đi học của một sinh viên. Nhưng mục đích của bài này là preposition. Như cái đầu tiên này đó là preposition dài, sau dài là một cái dative. Cái này là một dative ha. Thì Udo studiert Elektrotechnik seit einem Jahr. Wohnen là một động từ, hoặc là thực sự như có bài trước đã nói, đây là một tĩnh từ, có nghĩa là một động từ nhưng không có chuyển động, mà là thì người ta gọi là tĩnh từ. Mà là tĩnh từ á, thì đằng sau nó phải là dative. Động từ thì sau nó là accusative, nhưng tĩnh từ thì nó phải dative. Cho nên wohnt in einem tức là sống ở trong cái này, hoặc là ich wohne mit, sau mit luôn luôn là dative, sau by tức là auto, Frau auto. Đọc trong câu này là chú ý nhiều về preposition. Ý nghĩa của nó thì rất là đơn giản, nhưng mà mục đích không phải là vì cái câu này, mà là vì đi vốn nó ít nix vai von der Universität, tức là von ha. Sie liegt, cái giống vậy, cái chữ liegen này cũng là một cái tĩnh từ, tại vì nó là một động từ không chuyển động. Cho nên cái chữ gegenüber tức là đối diện, dem Bahnhof tức là đối diện với nhà ga chính. Die Wohnung ist nicht weit von der Universität. Morgens tức là cứ hàng sáng. Ist aus dem Haus, cái này cũng là một cái preposition. Und fahre mit cũng là một preposition. Zur Uni tức là chúng là chính là zur Uni, tương đương với lại zu der Universität. Geht immer zu Fuß. Thấy không? Hat kein Fahrrad und liegt nicht weit vom Bahnhof. Tất cả những cái này là những cái zur Universität. Ja, mittags mit seinem Haus. Cái chữ in die Mensa, đằng sau chữ in này, tại vì chữ ghê là một động từ, cho nên phải nói là in die Mensa, chứ không phải là, tức là accusative, tại vì ghê là động từ chứ không phải là tĩnh từ.
Đó. Cái chữ này gehen, in đi, gehen, gehen đi. Anh lang cũng là một preposition, nhưng mà đây là động từ, thì là phải là đi. Dann links đi zu der Mensa, đi, tại vì tức gehen tức là đi quanh cái góc để tới Mensa. Da ist man gut, wenn ich gut. Gewöhnlich, thói quen hàng ngày, bestellen wir das Tagesmenü und das nicht so teuer. Nach dem Essen, tức là nó cũng là một cái sau nach là bao giờ cũng đắt tiếp. Manchmal noch die Zeitung und trinke ein Glas Bier oder Bier. Nachmittags, cứ đến buổi chiều, thì ohne, sau ohne là Akkusative, ohne den Freund. Zu Bibliothek, sau, cái này cũng là zu, tức là sau zu, là den Ruf arbeitet zu Hause für seine Prüfung. Danach geht Uni zur Uni, nach der Vorlesung. Vorlesung, da fährt er nach Hause. Manchmal fährt er auch noch mit seinem Fahrrad durch die Stadt. Sau zu durch, là Akkusativ. Nach dem Abend gehen wir zusammen spazieren. Manchmal suchen wir ein Kino oder arbeiten zu Hause. Meistens, könnt ihr essen, tức là thường xuyên, thì gehen früh ins Bett, ins das Bett. Tại chữ gehen như đã nói, nó là động từ, không phải là tính từ, thành ra nó phải đến đây. Đến với manchmal sehr müde. Đó là ấy. Sau đây là cái bài đọc thêm. Cái bài đọc thêm này nè, các em cũng sẽ cố gắng tìm hiểu coi ý nghĩa của cái Studenten Wohnheim là cái gì. Đây là bài gọi là cho các em học nhiều. Những gì mà thầy giảng trên kia được chép lại ở trong này bằng tiếng Đức để các em đủ sức hiểu được cái giá trị của một cái Wohnheim. Coi như bài đã chấm dứt. Xin chúc các em nhiều thành công và hiểu biết về ký túc xá ở bên Đức, cũng như biết được những cái từ ngữ quan trọng trong ngành này. Chào các em, hẹn các em bài mới.